Liên quan câu chuyện Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội duyệt danh sách hỗ trợ cho nghệ sĩ khó khăn vì dịch Covid-19 trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ của chính phủ, trong đó có những cái tên diễn viên truyền hình nổi tiếng. Lâu nay được biết tới là những nghệ sĩ khá giả như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Phùng Minh Tiến. Chiều 2 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trả lời báo chí. Ông Đông khẳng định trong hơn 2.000 nghệ sĩ được hỗ trợ lần này, hầu hết là đúng đối tượng, vài cái tên nghệ sĩ khá giả nhận hỗ trợ chỉ là con số rất nhỏ. Việc hỗ trợ chưa đúng đối tượng này, ông Đông nói do khâu thực hiện chính sách chưa được kỹ lưỡng từ phía cơ sở, chưa chú ý kỹ tới văn bản hướng dẫn thủ tục chứ không phải nằm ở chính sách chung. Ông Đông cho biết, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của đơn vị nghệ thuật phải rà soát đối tượng, tiêu chuẩn đáp ứng đủ điều kiện rồi gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý tiếp tục rà soát và thực hiện chi trả. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định chính sách hỗ trợ nghệ sĩ viên chức hạng tư gặp khó khăn vì Covid-19 là cần thiết, có ý nghĩa rất lớn trong việc khích lệ, động viên tinh thần với các nghệ sĩ hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Việc lựa chọn hỗ trợ cho đối tượng là viên chức nghệ sĩ hạng tư, theo ông Tuấn cũng là hợp lý bởi những nghệ sĩ trẻ, hạng tư đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và hầu hết đang tham gia biểu diễn ở các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, xiếc, lao động rất vất vả, nguy hiểm. Trường hợp trao hỗ trợ cho một số nghệ sĩ khá giả có nhà, có xe hơi, ông Tuấn cũng nói đây chỉ là một vài trường hợp hạn hữu, cá biệt. Để tránh những trường hợp hỗ trợ chưa đúng đối tượng, ông Tuấn cũng nói các đơn vị nghệ thuật, cơ quan quản lý địa phương hoàn toàn có đủ thẩm quyền, trách nhiệm để rà soát, trên danh sách nghệ sĩ cần hỗ trợ sao cho đúng đối tượng nhất. Tuy vậy, phản ánh từ một số lãnh đạo nhà hát thì có những nghệ sĩ viên chức hạng tư không khó khăn trong khi nghệ sĩ hạng ba mới làm việc có thể khó khăn hơn, hay các nhân viên khác trong nhà hát không phải nghệ sĩ, hiện đang là những người khó khăn nhất, nhiều người phải xoay sở giao hàng, bán hàng online, thậm chí phải bỏ về quê để gắng gượng qua ngày nhưng lại không thuộc đối tượng được trợ cấp.